Hello, chào mọi người đến với kênh Cuộc Sống Dân Biển. Bữa nay mình sẽ cùng với các bạn khám phá chiếc ghe này nha các bạn. Rồi chúng ta hãy xem, ghe này là ghe lưới chấp mọi người, có người gọi là lưới xù quá. Chiếc này nhìn nó khoảng hơn 20 mét, nó ngang khoảng 6 mét các bạn. Và nó có độ mở nhiều này. Ghe này là chủ yếu là chỉ chạy thôi chứ nó không có gọi là không cài gì mấy. Đây ghe đây đang ở trên nhậu, làm những cái lớp keo mà nó bị bong tróc á, lâu ngày nó bị hư á các bạn. Đó, mới dán lại rồi này. Rồi xong rồi chừa khô sẽ sơn lên. Ở dưới đây là sơn gị hà màu đỏ, còn ở trên là sơn thường sơn xanh. Ghe lưới chấp là khác những ghe khác nha các bạn, là cái hầm lưới nó bự ghê. Để trống nên cho nó dễ đừng thao lưới rồi các bạn, bởi vì lưới chấp cái dạo của nó là nó dài lắm. Cái chiều cao của nó là khoảng cỡ 50 mét nha các bạn. Cho nên là phải cần một cái khoảng trống cho nó rộng vậy, là bủa lưới, thao lưới rồi cho nó dễ. Cái lưới chấp đây là nó không có chì nha các bạn, nó chỉ có những cái đôi phao như kia thôi. Tại vì là lưới này nó có độ đầm, có độ nặng á, cho nên là mình bỏ xuống là tự tự động là nó đi thẳng đường xuống à. Còn kia là cái để cái trục để kéo lưới, cái trục có xài bằng bằng nhớt nha các bạn. Đó, cái ống nhớt này, ống nhớt chạy dài luôn này. Sơn cái màu đà đà như vậy này. Bên kia ít bữa cũng phải chà được sơn lại tiếp, cái nghị định mới của nhà nước à. Đây là cái mui trên tài công nha các bạn, đây là chỗ ngủ của tài công này. Đây là ghe vô lên ngủ rồi cho nên là đồ đạc nó dọn cắt hết rồi mọi người, chứ đang chà đằng sơn cái mui á, cho nên là thấy nó bề bộn á, nó bụi không à. Còn mui của anh em nằm dưới này. Ghe lưới này là đi tất cả là khoảng 7 người các bạn, tài công nữa là 7 người, còn 6 người bạn. Ghe này là chỉ một chiếc thôi nha mọi người, chứ không phải một đôi, chỉ có cào một đôi thôi. Trên đây cũng có mui nữa này, anh em cũng nằm ngủ này, đó treo võng đồ á. Có cơ hội mình sẽ đi theo ghe này, mình sẽ ra quay cho các bạn xem là cách bủa lưới rồi đánh cá rồi như thế nào. Đập cái con tôm để ra anh em câu mực. Đây có đồng hồ nữa. Rồi cho các bạn xem cái máy này. Máy này là Hino 846 nha các bạn. Hộp số nó là 6 tua. Ghe lưới là chỉ vậy là quá chắc quá đã rồi. Máy về xài quá dư sức rồi các bạn. Thêm máy đèn nữa. Anh em đang lau chùi ra máy, rửa máy. Đây cái bếp, sơn lại cái bếp cho nó đẹp, ra nấu những món ăn của dân biển chất lượng. Ghe này là đánh cá bự không nha các bạn, cá cờ, cá ngừ, cá thu rồi nhiều lúc đánh có cá mập nữa. Chỗ này nó quậy sau lái hơi bị cao luôn các bạn, nó mình đi rồi đây ra bờ biển phải dựng chứ không là nó trợt chết luôn đó các bạn. Đó, đó mình quay cho các bạn xem này, họ thấy các bạn thấy truyền không đó. Ghe đây nó khác như ghe giá cào, ghe giá cào là ngoài sau nó trống, còn đây là người ta sẽ xây liền luôn, gắn liền từ trước về sau luôn.
cho nên nó cao, cái lái nó cao quá. Đây là ông anh của ghe mình đang quay đây các bạn. 9267. Ghe đây là số 9267 nha các bạn. Bạn nào mà muốn đi biển mà tới anh đăng ký. Ghe này đậu ở trên cảng Hồng Kông nha các bạn. Đây là phía trước của cái mui. Ghe đây được cái là có cái vàng ở trên này các bạn. Cái vàng trên này để cho chống mưa, chống nắng. Ngồi đây là mui cá, lừa cá rồi các bạn. Là nó mát. Ấn tượng nhất là vàng lưới các bạn. Dài. Và đây mình đang đứng ở trên mũi ở cái dạng để đèn đồ, mình không biết có công dụng gì ở đây nữa không, có lẽ là làm để giặt cảo. Đây đây cái cảo này, nó vừa để cảo lưới mà cũng có khi là cảo cá nữa các bạn. Nhiều lúc gặp cá mấy tạ không có không xách lên nổi thì mình sẽ dùng cái rồng rọc để gắn lên cái thang này để kéo cá lên và đưa tới cái hầm cá kia để muối cá lại. Muối cá là mình muối đá nha các bạn, chứ không phải là bỏ muối vô muối nha. Nhiều bạn nhiều lúc không hiểu, kêu bỏ muối vô muối là khổ luôn á, hư cá hết. Đây là chân vịt của ghe này. Số 6 tua cho nên chân vịt nó cũng gọi là trung thôi, trung bình thôi, nhưng không có bự mà không có nhỏ nha. Còn ghe bên kia cũng là ghe lưới chắc luôn các bạn, nói chung vịt nhỏ hơn. Nhỏ hơn là tua lẹ, còn bự thì tua chắc. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Đây là video mình review cái chiếc ghe lưới chấp, cũng có người gọi là lưới xù các bạn. Rồi tạm biệt các bạn, hẹn các bạn những video lần sau.